tổng kết sau kỳ nghỉ lễ, kiếp nạn khó khăn của cánh mày râu mang tên chụp ảnh cho vợ. Đấy có lẽ là hình ảnh khá quen thuộc với nhiều anh em khi đưa bạn gái hoặc vợ đi chơi thì sẽ phải tìm đập chân run mỗi khi nghe nóc nhà nói rằng anh ơi, chụp ảnh cho em. Thú thật là cái độ căng thẳng khi cầm máy dùng các nàng chắc phải ngang lúc phanh bừa trong phòng thi đại học. Cũng cố gắng lắm nhưng mà hầu hết đều diễn biến như thế này. Nụ cười chợt tắt, ánh mắt sắc lẹm mà nóc nhà phóng ra khiến các anh chàng phải điêu đứng. Ôi trời ơi! Cứ tưởng hội trẻ trẻ mới ham sống ảo, nhưng không, dù đã nắm tay nhau đi đến lúc tóc điểm xương thì các ông chồng vẫn gặp kiếp nạn trên như thường. Tôi tự hỏi tại sao sống với nhau bao nhiêu năm mà cụ ông vẫn chưa luyện được trình độ chụp ảnh nhỉ? Nhìn lại một số bức ảnh mà các bạn nam chụp cho nóc nhà của mình thì đúng là chị em không cáu không có được. Mét 7 mà nhìn như mét 5, bắt đầu thấy ảm đạm rồi đấy. Khi tôi yêu cầu người yêu chụp cho ra hồn, rốt cuộc anh nghĩ gì khi chụp tấm ảnh này? Em đã làm gì có lỗi mà anh chụp em ra như vậy? Em là thiên thần của lòng anh, dù đứng trong bóng tối vẫn phát ra hào quang rực rỡ. Chụp có hồn thế em còn muốn sao nữa? Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tán TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị bạn nhé.